Có sao Rồi. à? À, cho em hỏi tí, cái đợt đầu năm ấy, em hỏi bác là đôi cu của em đang ấp ý, nó nở rồi nhưng mà nở được 1 tuần rồi. Em hỏi bác là nó đập mái thì lại sắp đẻ Thì cái lúc nó lở được 1 tuần là nó đương nhiên là nó phải đạp thì nó mới tạo phôi được cho cái lứa kế cận. à? Nối nối tiếp à? À, em đang bảo nay nó nhìn thấy nó đập mái mà. Thế là một Vâng đôi như nào ngày xưa lấy của tớ à? vâng tháng 10 đấy Lấy một đôi như nào? đó, Lấy một đôi đồng một đôi đồng à một đôi đồng bây giờ là, lúc đấy lấy là nó là tầm bao nhiêu tuổi mà bây giờ nó đẻ rồi à? đang non đi, non đang mổ à, biết mổ à, đã mọc cườm nó, em mua đã mọc cườm nó 2 đôi mà. À thế là nuôi còn chưa biết mổ, thế mà mua 2 đôi chưa biết mổ. Và Thế bây giờ nở rồi, nở rồi. bón bón từ lúc biết mổ đến bây giờ thành bố mẹ rồi, Và bố mẹ rồi bây giờ lại lại đẻ ra một đôi đang nở rồi. bắt đầu nó lại đi đập mái, hôm nay thấy nó lại đập mái nữa. Mà đang nuôi con mà sợ nó Không, làm nó sao. đúng mà tầm khoảng 7 ngày, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 10 là nó lại ra cái trứng của con chim mái nó đã phát triển ở bên trong rồi, là con chim đực nó phải đạp thì nó mới có phôi. Và Nguyễn, cảm ơn ai nhỉ? Ở đâu nhỉ? Dạ. Thế mình ở đâu? Em ở Hà Tây. Hà Tây chỗ nào? Chú Phủ Lý à? À, Phủ Lý á. Phủ Lý với Hà Nội thì... Phủ Lý Hà Nội á. Rồi, thế là chúc mừng, chúc mừng cho gia đình rồi. Đấy, cháu rất đẹp nhỏ lắm nuôi từ lúc còn đang bón mà bây giờ là thành bố mẹ lại ra con Không, rồi. em tính là 5 tháng. Ờ. Và 5 tháng đây. Ừ. Ừ, thế là nhanh, khéo đấy, chuồng trại làm thế là tốt rồi, đạt tiêu chuẩn. Ừ. Em cảm ơn anh ạ. Thế nhá. Có sao à? Sao à? Nghe đây rồi. Về là để quả trứng rồi. Về đẻ một quả trứng rồi á? Thì làm sao? Thì hỏi mai để tiếp thì mình là mai thành 2 quả mình nào. Cô gái có 2 quả không ạ? Đẻ 2 quả. Thế ngon quá, cần gì nữa, mua chim sinh sản của anh về lại thấy đẻ, thế thì mà có thể là lứa đầu tiên nó lạ chuồng thì bỏ nó đi em ạ, để nó lứa thứ hai nó ổn định thì nó mới ăn ăn mới mới ok được. Bây giờ mới về nặng chuồng thì bỏ Thì để xem nó thế nào, có thể là nó chỉ đẻ 1 quả thôi, mà có thể là nó ấp thì cứ cho nó ấp. Đại khái là ý anh nói trước là cái lứa đầu tiên khi chuyển chuồng thì thường nó sẽ được 1 con hoặc là nó sẽ không ổn định, bắt đầu từ lứa thứ hai thì bắt đầu nó ổn định. Để em hỏi anh mà, để em hỏi anh luôn mà. Thì đấy, anh lên nhà lên cửa anh nói thật với em là anh bán cho em đôi chim đấy là anh hơi bị quý em, để giống để má chứ không phải không. Vừa mua sáng chiều về đẻ trứng 2 con trống dài đẹp, con mái thuần thục, nhìn con đôi chim như tranh vẽ đúng không? Vâng, thì em đã mua thì đi mua thử, em mua thử giống anh mà. Ừ, được 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 thôi, tóm lại là nếu mà thấy ưng ý thì lại gặp anh tiếp nhá. Vâng, có gì lên nhá. Alo. À, ấy là câu là bữa hôm qua em có nấu anh đó nè, một đạt đẻ là một con màu đất nè, Rồi. là hồi nãy không có điện là không có cái tài khoản của anh đó, là anh gửi cho hủa là anh gửi vô xe mô anh gửi cái xe bằng xe của chị là Thì xe mô kìa, để cho em biết kìa. Đi gửi thì nếu như bạn có cái xe nào quen thì bạn cho mình số, còn không thì bạn cứ cho mình địa chỉ thì mình sẽ gửi về cho bạn. À, địa chỉ là xe chở vô tới nhà nó sao? Chở gần đến khu vực ở nhà bạn, nếu bạn ra lấy được là gặp thẳng nhà xe, còn nếu bạn không ra lấy được thì nhà xe họ sẽ tìm xe ôm mang vào cho bạn. À, là có chứ, là sáng mai là em điện cho này, là em Đúng gửi rồi, tài ok. khoản cho anh. Đấy, tôi vừa gửi tin nhắn thông tin tài khoản của tôi đấy. Thì anh chưa nhắn qua đây mà ấy là đang để anh điện mà sống mà lại mới gửi được cái tài khoản cho anh cái ngân hàng bữa nay chủ nhật Rồi rồi, tôi biết rồi. Thế tôi vừa nhắn tin cho anh rồi đấy mà. hả? Tôi vừa nhắn tin thông tin tài khoản cho anh rồi đấy mà. Anh nhận được chưa? Anh nhận được chưa? Chưa 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 nhận được Rồi rồi, để em nhắn lại. Vâng. là có như là câu là nói chung là câu câu cặp câu đẻ đồng quán anh nghe.
anh em mình đã thống nhất như nào là như thế luôn, anh không phải lo, bên em uy tín luôn nhá. Là này mình tới bữa cha còn gặp bữa cha nữa mà là. Số điện thoại của bên mình là 0163 5305 982. Quý vị các bạn có thể thấy là những con chim của mình thật là tuyệt vời đúng không? Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Đó. Đấy. Chỉ có mình muốn chụp một bức để cho nó có cái tia nắng nó rọi chéo. Mình sẽ đứng thụt xuống dưới một chút. Những khoảnh khắc này là mình sẽ sưu tập và bán tặng cho trên diễn đàn. Đó, mình nghiêng một chút. Đó. Một lần nữa mình xin nhắc lại là thao chim cô gái, số điện thoại là 0163 5305 982 982 0163 5305 982 với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua về chủ đề con chim cô gái, và mình hy vọng rằng sẽ cung ứng những con giống và những con chim bố mẹ cũng như con chim khách, những con chim mồi thật là đẹp, thật là hấp dẫn để tăng lên màu sắc cho diễn đàn chim cú gáy. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và xin cảm ơn tất cả những fan hâm mộ của mình. Đó, mình mãi quay điện thoại không thèm nghe.